Chào nhật phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tinh Nhật ký phần 2 chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và trước khi đi vào các đề tài vẫn nhắc quý vị trên phượng mai official channel có rất nhiều những chương trình giải trí nghệ thuật dành cho quý vị bao gồm luôn cả phim cạn dầu cuộc phỏng vấn với các anh chị em nghệ sĩ trong phim cạn dầu cũng như là một số những chương trình khác gồm có hai kịch Tết cũng có và các cái chương trình ca nhạc ở tên đây. Quý vị có thể vào trong Phượng Mai Official ghi danh để xem lại các cái chương trình của Phượng Mai Official. Mong rằng quý vị sẽ hỗ trợ mạnh mẽ để các anh chị em nghệ sĩ ở bên đó có cái tinh thần và tiếp tục có những cái sản phẩm hay cống hiến cho quý vị hoàn toàn miễn phí trên YouTube. Do đó, mong quý vị qua bên đó xem ủng hộ lượng view cho anh chị em nghệ sĩ và surprise tức là ghi danh với với cái channel để hỗ trợ cho anh chị em nghệ sĩ có thêm những cái uh, uh, sản phẩm và tinh thần uh, gửi đến quý vị đó là cái thông báo của Phong và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần uh, thời sự mỗi buổi chiều của chúng ta quý vị trong sáng ngày hôm nay thì tôi đã có loan tin cho quý vị là tàu chiến của Hoa Kỳ tức là chiếc khu trục hạm uh, Benford USS Benford đã có mặt ở tại uh, quần đảo hoàng sa bà, bà áp sát vào quần đảo trường sa thách thức chủ quyền của trung quốc và bắc kinh đã có những phản ứng khá mạnh và trong bản tin ngày hôm nay thì ở trên tờ taiwan news quý vị sẽ nhìn thấy bản tin này us navy ship sail near paracel island thì đó là cái bản tin và trong đó thì quý vị à, tôi nhắc lại bản tin xong là một lát chúng ta sẽ mở bản đồ lên xem nằm ở đâu ở hoàng sa và bắc kinh phản ứng như thế nào Quý vị, chiếc USS Benford đã đậu ở gần cái quần đảo Hoàng Sa ở trên biển Đông trong ngày hôm nay thứ tư ngày 13 tây tháng, tháng 7. À, sau khi mà họ à, di chuyển ở trên khu vực ở quần đảo Hoàng Sa và vẫn tiếp tục các cái à... Sứ mạng của họ ở tại Biển Đông đó là cái thông cáo báo chí của đệ thất hạm đội và trong đó họ nói rằng là việc mà nhận chủ quyền một cách bất hợp pháp trên Biển Đông là đang đe dọa tới quyền tự do trên mặt biển. Đó là cái thông báo mới nhất của đệ thất hạm đội. Trong đó thì Hoa Kỳ nói rằng họ vẫn giành quyền là bảo vệ cái tự do hàng hải tức là Open and Freedom Pacific, uh, uh, Indo-Pacific tức là một cái chiến lược tự do hàng hải ở khu vực này và trong đó họ nói rằng họ giành quyền là đậu tàu, à, di chuyển hoặc là sử dụng cái à, không phận quốc tế trong cái tinh thần luật quốc tế cho phép dựa trên cái enclosed năm 1982 luật biển của Liên hiệp quốc và họ nói rằng họ vẫn giành quyền này để tiếp tục di chuyển ở trên đây, Paracel, phía Việt Nam gọi là Hoàng Sa. Và Trung Quốc đã đánh chiếm cái quần đảo này từ năm 1974 và bây giờ họ đặt tên đây là Tây Sa và nơi đây là nơi tranh chấp của Trung Quốc và Việt Nam cùng với lại Đài Loan, quý vị đó là cái bản tin và bây giờ thì chúng ta mở bản đồ xem là cái khu vực này nằm ở đâu và tàu Hoa Kỳ nằm ở khúc nào và chuyện gì xảy ra, quý vị, ok? Tôi mở bản đồ lên thì quý vị đây là toàn bộ khu vực à, tôi zoom ra thì quý vị thấy đây toàn bộ là khu vực biển đông Rung vô vô gần thì quý vị thấy đây là Paracel, tức là quần đảo Hoàng Sa. Đây là Sparkly, tức là quần đảo Trường Sa. Tại gọi là quần đảo bởi vì nó có nhiều đảo khác nhau. Thì quý vị rung gần vô thì quý vị thấy là quần đảo Hoàng Sa. Nó có rất nhiều những cái đảo ở khu vực này. Và bây giờ Trung Quốc đã đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Lợi dụng lúc mà chiến tranh Việt Nam họ làm điều này. Và <laughs> quý vị nhìn thấy ra thì quý vị chiếc tàu USS Benfold của Hoa Kỳ di chuyển từ hướng nam lên tới hướng bắc của biển Đông và trong đó họ đã áp sát ở khu vực này. Đây là khu vực mà chiếc USS Benfold đang có mặt và có thể rằng họ sẽ di chuyển vào à, đi ngang qua cái đảo Đông Sa của Đài Loan và sẽ di chuyển ở trên cái eo biển Đài Loan trong thời gian tới. Nếu họ đang có cái lịch trình này, họ sẽ băng ngang qua eo biển Đài Loan. Tuy nhiên thì ngày hôm nay họ đang đậu ở tại khu vực của quần đảo Hoàng Sa ở đây. Thì quý vị, đây là nơi tranh chấp của Trung Quốc, của Việt Nam và của đảo quốc Đài Loan. Và ở đây thì quý vị thấy là quần đảo Hoàng Sa nằm rất gần với đảo Hải Nam và nằm rất gần với lại Quảng Ngãi và Đà Nẵng của Việt Nam. Thì quý vị, đây là nơi tranh chấp và Trung Quốc đã đánh chiếm cái quần đảo này năm 1974 trong cái trong cái lúc mà Việt Nam đang có một cái cuộc chiến gay gắt giữa Cộng sản Hà Nội ở ngoài Bắc và phía chính quyền của Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam. Quý vị, đó là cái quần đảo Hoàng Sa và bên cạnh đó thì đây là cái nơi tranh chấp ở Trường Sa, nơi có 5 quốc gia và một vùng lãnh thổ. Trong đó thì có Trung Quốc, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines và một vùng lãnh thổ là Đài Loan. Đây là những quốc gia đang tranh chấp trên quần đảo Trường Sa ở khu vực này. zoom vào thì quý vị thấy rất nhiều những cái đảo nhỏ. Ở đây có trên 100 cái đảo lớn nhỏ khác nhau nằm ở đây nha quý vị đó là một cái hình ảnh cho quý vị nhìn thấy về cái hình cái vị trí mà chiếc tàu của Hoa Kỳ chiếc USS Benford, chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ đang có mặt ở Hoàng Sa và trong quý vị thấy rõ cái vị trí của Hoàng Sa cũng như cái vị trí của Trường Sa thì quý vị trước khi mà chiếc tàu USS Benford có mặt tại Hoàng Sa một ngày trước đó thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và chính thức là tiếng nói của Chính phủ Hoa Kỳ Thông qua ông Tổng thống Joe Biden tuyên bố là sẽ có hành động vũ trang bảo vệ cho đồng minh Philippines nếu như bị Trung Quốc tấn công vào cái chủ quyền của họ ở trên quần đảo Trường Sa và dựa trên cái hiệp ước của năm 1951 khi mà Philippines ký hiệp ước đồng minh với Hoa Kỳ. Trên nguyên tắc hiệp ước này đã bị bà Aquino, cựu Tổng thống của Philippines bà này là người đã làm tổng thống năm 1992 sau khi chính quyền của ông Ferdinand Marcos đã bị lật đổ bởi một cái cuộc à, nổi dậy của người dân gọi là power of people tức là cái quyền lực người dân và bà ta đắc cử năm 1992 thì bà ta đã à, ký hủy bỏ cái à, hiệp ước đồng minh với Hoa Kỳ và kêu gọi phía Hoa Kỳ rút quân ra khỏi cái à, Subic B là một cái à, cảng nằm ở gần Manila, à, trong đó thì quý vị thấy là Subic Bay nằm ở khu vực để tôi mở lên cho quý vị xem. Và nơi đây là nơi trú đóng của quân đội Hoa Kỳ. Quý vị, đây là Manila. Và Subic Bay nằm trong cái cái khu vực này. Đây là đây là quý vị, đây là Subic này quý vị. À, đây là cái nơi mà trú đóng quân đội của Hoa Kỳ ở Philippines trong thời gian mà dưới quyền của ông Ferdinand Marcos, tức là ông tổng thống độc tài của Philippines. Thì đây là cái nơi mà à, Hoa Kỳ đã có và Hoa Kỳ đã rút quân ra khỏi cái vị trí này năm 1992. Nhưng tuy nhiên thì duyệt à, xét lại tất cả những cái ngôn ngữ ở trong cái à, hiệp ước này thì trước đây cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã vạch ra cho ông Loxing là Ngoại trưởng của Philippines. Loxing Jr. là Ngoại trưởng của Philippines cho thấy rằng là trên cái hiệp ước này Hoa Kỳ vẫn phải bảo vệ cho Philippines những cái đảo nằm dưới quyền quản trị của Philippines. Và chỉ cần Philippines quay trở lại với cái hiệp ước này thì Hoa Kỳ sẽ làm tất cả mọi việc để bảo vệ. Ông Mike Pompeo đã thuyết phục Philippines thời điểm trước, tuy nhiên Duterte thì vẫn không chịu. Và bây giờ tới phiên phía, phía Hoa Kỳ và ông ngoại trưởng Antony Blinken cũng đã nhắc lại cái hiệp ước năm 1951 và khẳng định một lần nữa là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ cho các cái đảo của Philippines dưới quyền quản trị của Philippines nếu như Trung Quốc tấn công. Thì quý vị, việc này đã, đã đã được Hoa Kỳ hai lần khẳng định, nhưng lời khẳng định này nó lại không được thực hiện ở dưới thời của Obama. Năm 2012, lúc đó Joe Biden làm phó tổng thống thì Trung Quốc bất ngờ đánh chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines và quý vị, đi tới kết quả là Philippines nộp đơn kiện lên tòa quốc tế ở Liên Hiệp Quốc. Và cuối cùng phán quyết của tòa quốc tế, quốc tế cho rằng cái hành động của Trung Quốc là bất hợp pháp. Quý vị, tuy nhiên, phán quyết thì nằm đó, Trung Quốc vẫn đóng quân ở bãi cạn Scarborough. Thì quý vị, sau cái biến cố năm 2012, thì quý vị, Obama đã do nothing. Không làm bất cứ một cái gì để hỗ trợ cho đồng minh cựu đồng minh Philippines cả. Nhưng khi mà ông Mike Pompeo ông dở lại cái hiệp ước này, đọc từng chữ trong đó, thì có những điều khoản buộc Hoa Kỳ phải bảo vệ đồng minh Philippines. Và những cái lãnh thổ nào nằm dưới quyền quản trị của Philippines. Một điều mà Obama đã lướt qua và không để, không nhắc tới và cũng không làm gì hết. Rồi bây giờ tới phiên Anthony Blinken là ngoại trưởng của Hoa Kỳ. Thì ông cũng nhắc lại cái lời của ông Pompeo và mạnh mẽ hơn, Hoa Kỳ sẽ sử dụng vũ lực nếu Trung Quốc tấn công vào cái khu vực mà do Philippines quản trị trên trường xa. Quý vị, điều này có nghĩa là Hoa Kỳ đang cố gắng khẳng định cái việc mà bảo vệ cho đồng minh và đối tác ở tại khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Thì quý vị, việc này sẽ, sẽ nếu mà dựa trên cái thuyết cũ này có thuyết phục hay không? Và nếu thuyết phục, thì liệu Hoa Kỳ có giúp cho Cộng sản Việt Nam tấn công Cộng sản Trung Quốc nếu như Cộng sản Trung Quốc có những hành động gọi là đe dọa tới cái lãnh thổ của Việt Nam hay không? Nếu dựa trên cái hiệp ước đồng minh cũ này. Quý vị, đó là bài phân tích của tôi. Và việc mà Hoa Kỳ áp sát ở Hoàng Sa chỉ đối với tôi, đối với Hoa Kỳ, thì họ xem đây là một cái lời thách thức đối với chủ quyền của Trung Quốc tức là thách thức chủ quyền của Trung Quốc, nhưng đối với tôi, đây chỉ là hành động củng cố cái uh, niềm tin của các quốc gia ở châu từ phía Hoa Kỳ. Tại vì nếu như theo cái lời giải thích của ông uh, ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken dựa trên cái hiệp ước đồng minh cũ năm 1951, trong đó có những điều khoản bảo vệ cho lãnh thổ và lãnh hải của Philippines. do Philippines quản trị thì nếu như Hoa Kỳ đã đưa ra điều này thì Hoa Kỳ phải có trách nhiệm với hoàng sa của Việt Nam, tại vì Việt Nam Cộng hòa là đồng minh của Hoa Kỳ trong quá khứ và đã có một cái hiệp ước tương tự như vậy sau khi mà ông Thiệu nhận chức tổng thống vào ở giữa thập niên 60 thì Việt Nam cũng đã ký một cái thỏa ước tương tự với Philippines là đồng minh của Hoa Kỳ. Thì quý vị, bây giờ Philippines đã hủy bỏ cái hiệp ước năm 1992 dưới thời của bà Aquino thì cũng giống như cộng sản đã chiếm toàn bộ miền Nam năm 1975. Coi như phủ quyết tất cả những cái mối quan hệ của Hoa Kỳ và của Philippines hay của Hoa Kỳ và của Việt Nam Cộng hòa. Nhưng bây giờ chính quyền của Joe Biden là Anthony Biden khẳng định cái điều này với Philippines. Thì có nghĩa là cộng sản Việt Nam bây giờ bất kể đối với người Việt hải ngoại hay là đối với những người miền Nam thì cái hành động của Cộng sản Việt Nam là cưỡng chiếm miền Nam năm 1975. Còn đối với Cộng sản thì họ nói rằng họ tiếp quản cái lãnh thổ miền Nam từ tay của chính quyền Sài Gòn. Thì quý vị, có nghĩa là họ phải tiếp nối cái hiệp ước đồng minh giống như Philippines chứ? Đúng chưa quý vị? Họ phải tiếp nối cái hiệp ước với lại và để mà bảo vệ cái lãnh thổ của miền Nam Việt Nam và phải làm việc lại với Trung Quốc trong vấn đề của Hoàng Sa. Tại vì Hoàng Sa đã bị chiếm đóng một cách bất hợp pháp năm 1974. Rồi bãi cạn Scarborough đã bị chiếm năm 2012. Thì trên nguyên tắc nếu như mà ông Anthony Blinken nói rằng là sẽ bảo vệ nếu như những lãnh thổ này bị tấn công. Họ đã bị tấn công rồi. Năm 2012, Trung Quốc đã tấn công vào Scarborough, chiếm luôn bà đảo này. Năm 1974, đã tấn công vào Hoàng Sa, chiếm toàn bộ của cái quần đảo Hoàng Sa. Do đó, quý vị, chính điểm này là cái điểm mà tôi nói là họ chỉ củng cố niềm tin. Chứ chính quyền của Joe Biden vẫn chưa muốn có một sự đối đầu trực tiếp với Cộng sản Trung Quốc tại Biển Đông. <laughs> trừ khi là có những hành động cụ thể và philippines đang chờ điều này và tôi cũng đang chờ điều này bởi vì nếu như thật sự hoa kỳ đưa quân bảo vệ cho các cái đảo nằm dưới quyền quản trị của philippines và đối đầu trực tiếp với lại lực lượng hải giám và hải quân của trung quốc thì lúc đó chúng ta mới có thể nhìn được là cái quyết tâm của hoa kỳ và những quốc gia ở xung quanh đó mới thấy được cái quyết tâm của hoa kỳ khi chuyển trục về á châu rồi chưa kể cái vấn đề của Đài Loan. Chưa kể vấn đề của Đài Loan nữa quý vị. Do đó, bây giờ cái điểm mà yếu của chính quyền Joe Biden là đi được cái bước đầu thách thức chủ quyền và củng cố niềm tin, thách thức chủ quyền của Trung Quốc và củng cố niềm tin của các quốc gia dọc theo biển Đông. Nhưng mà nó vẫn chưa đủ. Trừ khi có một cuộc đối đầu thật sự mà Joe Biden trong thời điểm này có vẻ như chỉ lên gân trong lúc mà Trung Quốc đang chuẩn bị cho cái hội nghị Bắc Đế Hà của năm nay vào tháng 8. Đương nhiên trong vài ngày sau, bây giờ hôm nay cái chuyện xảy ra ngày hôm nay, thì sau khi chiếc khu trục hạm này rời khỏi Biển Đông đi ngược lên eo biển Đài Loan, băng ngang eo biển Đài Loan, thì Trung Quốc lại cho tập trận ở Hoàng Sa và Hải Nam để phô trương sức mạnh quân sự. Cái này là hai bên đã đấu kiểu này suốt mấy năm nay rồi quý vị. Lúc đầu thì chúng ta thấy rất là háo hức. Nhưng mà dần dần nó trở thành một cái chuyện quá bình thường rồi. Nó không có cái mức gọi là tăng cường cái cái sự đối đầu này lên nữa. Cứ Hoa Kỳ xuất hiện xong vài ngày sau, tới phiên Trung Quốc bắt đầu là à, tập trận ở biển Đông, hoặc là khi mà Trung Quốc tập trận ở đâu đó xong rồi, cái vài bữa sau tàu Hoa Kỳ xuất hiện ở chỗ đó. Tức là hai bên chỉ có những cái trò chơi game và vẫn chưa đi vào cuộc đối đầu thật sự. Chính điều này đã gây khó khăn cho cái, cái cái việc đối ngoại của Hoa Kỳ khi thuyết phục các quốc gia ở châu, quý vị, chuyện này xảy ra trong lúc mà Kamala Harris đang có cuộc nói chuyện với các quốc gia tại Nam Thái Bình Dương bằng virtual. Rồi uh, Christian Prince là thứ trưởng Bộ Ngoại giao đặc trách về Đông Á cũng đang có mặt tại Nam Hàn để thuyết phục rồi uh, những nhân vật khác của Bộ Ngoại giao cũng đang có mặt ở tại Á Châu. Trong lúc Anthony Blinken từ Thái Lan bay về Nhật Bản, cùng một lượt là gần như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tung tất cả các cái uh, nhân viên cao cấp và các uh, giới chức cao cấp của họ tới Á Châu để thuyết phục. Nhưng mà quý vị, thuyết phục là một lẽ. Họ cần nhìn thấy hành động cụ thể, không phải là những lời hứa hảo, những lời cam kết nữa. Thì quý vị, cái việc mà khu trục phạm Hoa Kỳ vào trong Biển Đông và nằm ở ở Hoàng Sa, có thể đó là cái lịch trình của đại thất hạm đội. Vì mỗi tháng đều có tàu của Hoa Kỳ chạy ngang đây. Hoặc là ít nhất là thách thức chủ quyền. Nhưng đồng thời nó diễn ra đúng cái lúc mà chỉ có hai ngày sau khi mà Anthony Blinken tuyên bố là sẽ sử dụng vũ lực để bảo vệ cho Philippines. Thì quý vị, nó tác động thêm. Nhưng người ta đang chờ đợi là cái hành động chủ động hơn từ phía Hoa Kỳ. Chứ không phải là phản ứng từ phía Hoa Kỳ. Phản ứng và chủ động là hai cái khái niệm khác nhau của hoàn toàn. Ok, phản ứng tức là giống như là Philippines đã bị chiếm một cái đảo nào đó. Rồi cái Hoa Kỳ lật đật đưa quân tới bắt đầu là đối đầu với Trung Quốc. Là nó khác. Còn cái việc mà chủ động, tức là giúp Philippines lấy lại những phần đảo đã được Liên Hiệp Quốc phán cho Philippines. Thì đó là chủ động, Tôi chưa nói tới Hoàng Sa. Hoàng Sa thì nó có câu chuyện nó xảy ra nửa thế kỷ trước. Tôi chưa nói tới. Mà tôi nói tới là cái phán quyết của Liên Hiệp Quốc liên quan tới việc tranh chấp trên bãi cạn Scarborough năm 2016. Thì về quy tắc về chính danh là rõ ràng là nó thuộc cái quyền quản lý của Philippines. Nhưng Trung Quốc không trả lại. Ngược lại còn xây dựng hạ tầng cơ sở quân sự trên đó nữa. Vậy thì Hoa Kỳ vẫn có chính danh để ép Trung Quốc rời khỏi các bãi cạn Scarborough căn cứ trên cái phán quyết của Liên Hiệp Quốc. Joe Biden chưa làm. Điều này đáng lý ra Mike Pompeo đã làm. Nhưng đáng tiếc là lúc mà thời ông bắt đầu thúc đẩy chuyện này thì hết nhiệm kỳ. 2020 ra thì ông đã hết nhiệm kỳ rồi quý vị. Ông chỉ kịp tháo gỡ tất cả những cái rào cản ngoại giao dành cho Đài Loan để dọn đường cho cái việc độc lập của Đài Loan thôi. Ông không còn đủ thời gian để mà thúc đẩy chuyện này nữa. Thì quý vị, đáng lý phía Joe Biden và Anthony Blinken là phải tập trung vào cái điểm này. Tức là bám theo cái phán quyết của Liên Hợp Quốc một cách chính danh để thấy rằng hành động của Trung Quốc là bất hợp pháp. Thì nếu như việc này thành công thì sẽ bắt đầu có những cái quốc gia khác bắt đầu nộp đơn kiện lại trong vấn đề tranh chấp chủ quyền để tạo một cái cớ chính danh trước khi mà trục xuất Trung Quốc ra khỏi những cái đảo ở trên khu vực Biển Đông. Vốn không có nằm vào lãnh thổ của Trung Quốc và nằm xa lãnh thổ của Trung Quốc. Nhưng mà quý vị, cái thái độ lừng khừng của Joe Biden trong cái chiến lược chuyển trục về Á Châu và đang đối diện với việc mà phải đi lo cái chuyện lạm phát trước, giảm giá dầu xăng trước nó đã làm cho cái chiến lược chuyển trục Á Châu bị chậm lại. Và điều này sẽ gây bất lợi rất nhiều cho Hoa Kỳ. Nếu như mà ngay từ lúc đầu ông ta vẫn tiếp nối cái chiến lược của ông Trump trước đây, áp lực mạnh lên và tăng cường sự hiện diện cũng như là sẵn sàng giúp Philippines lấy lại cái phần của họ, thì quý vị cục chuyện hôm nay khác rồi. Bắc Kinh đã không dám nhiều hầu như bây giờ đáng tiếc giống như cái trường hợp của Nga và Ukraine. Tức là Joe Biden vẫn chọn thái độ thụ động. Chuyện xa xảy ra rồi mới phản ứng. Chứ không chịu chủ động trận trước khi nó xảy ra. Đây là cái cách mà tôi ra là rất suy yếu của Joe Biden. Joe Biden luôn chọn thái độ phản ứng khi nó đã xảy ra. Và chính điều này nó gây mất tin tưởng cho những quốc gia đang cần được thuyết phục trong đó có cả malaysia indonesia singapore thái lan những quốc gia này đang ngó vào cái thái độ của chính quyền joe biden và với cái chính sách gọi là mơ hồ với đài loan họ đã thiếu tin tưởng bây giờ kể cả việc đối đầu trực tiếp cũng chưa họ đang chờ cái này tôi nghĩ rằng tất cả các quốc gia tại á châu đang chờ một cuộc đối đầu trực tiếp của Trung Quốc và Hoa Kỳ để họ khẳng định cái chủ trương của Hoa Kỳ là có quyết tâm chuyển trục về Á châu hay không. Nhưng mà quý vị, cuối cùng cũng chỉ là tránh né nhau. Tức là Hoa Kỳ có mặt thì Trung Quốc né ra. Hoa Kỳ vừa đi cái Trung Quốc vô. Hay ngược lại, Trung Quốc vừa tập trận xong thì Hoa Kỳ mấy ngày sau mới có tàu đi ngang qua đây. Tức là họ chọn cái thời điểm tránh né nhau chưa có một cái cuộc đối đầu trực tiếp thật sự. Mà trong khi đó, các quốc gia tại khu vực Á Châu vẫn đang chờ điều này. Họ muốn đang xem vào cái thiện chí của Hoa Kỳ tới mức độ nào trong việc chuyển trục về Á Châu. Thì quý vị, nếu Joe Biden muốn thuyết phục những quốc gia xung quanh, bắt buộc là phải đi tới một cái quyết định, một là đối đầu trực tiếp với Trung Quốc ở trên cái khu vực của Sea cư tức là khu vực của tranh chấp của Nhật Bản và của Trung Quốc mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Hai là đối đầu ở trên khu vực Biển Đông. Nếu đôi bên không muốn xung đột trực tiếp trong vấn đề của Đài Loan thì sẽ phải đối đầu ở trên Biển Đông. và quý vị, trên Biển Đông là cái chỗ mà Hoa Kỳ dễ có sự xung đột nhất. Tại vì ở khu vực ở Sekaku, Hoa Kỳ đã có 60.000 quân trú đóng tại đây. Là một cái hình thức răng đe rất lớn. Bắc Kinh không dám làm mẫu nhiều nhưng mà dưới Biển Đông lại không có căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Bắc Kinh dễ dàng ăn hiếp hơn. Do đó, cái nhu cầu ở Biển Đông nó cấp thiết hơn là ở xe cà cư. Tại vì ở Biển Đông là nơi Hoa Kỳ xuất hiện xong phải rút về đảo Guam, phải rút về bên phía của các cái căn cứ ở Okinawa. Tại vì toàn bộ khu vực này, Hoa Kỳ chỉ có một cái căn cứ hải quân rất nhỏ để maintenance là ở Singapore ở tốt ở dưới miền nam thì quý vị mà nó cũng không có khả năng để trở thành một căn cứ quân sự nó chỉ là một cái cái trạm đóng quân của hải quân để mà tu sửa tàu bè bảo trì tàu bè của Hoa Kỳ thôi thì quý vị cái nhu cầu của Hoa Kỳ cần thiết nhất là phải có một căn cứ ở đây mà bây giờ quý vị Ferdinand Marcos Jr đã trở thành tổng thống của Philippines liệu ông ta có để cái Subic Bay cho Hoa Kỳ mướn lại hay không và phản ứng của người dân Philippines như thế nào? Tôi nghĩ rằng phản ứng lần này của người dân Philippines không giống như năm 1990 là phản đối sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên lãnh thổ Philippines. Mà bây giờ đối diện với sự bức khiếp mỗi một ngày một tăng của Trung Quốc thì dân Philippines đang phản ứng rất mạnh với chủ quyền biển đảo. Nhưng mà quân đội Philippines thì rất yếu so với quân đội của Trung Quốc, đặc biệt là hải quân của Philippines. Do đó, Họ cần cái căn cứ Subic B để Hoa Kỳ có tính chất răng đe với Trung Quốc. Và thứ hai là cái chỗ để mà tàu bè Hoa Kỳ có thể thường xuyên ra vào mỗi ngày. Tôi gọi là mỗi ngày. Thì mới kềm chế được Trung Quốc. Vấn đề còn lại, làm cách nào ông Ferdinand Marcos có thể đồng ý điều này. Mà trong khi đó, Tập tập căn Bình đã phái vương nghị tới gặp Ferdinand Marcos tìm cách thuyết phục Ferdinand Marcos rồi Cộng thêm cái sự thúc ở phía sau của Duterte Đồng minh của Trung Quốc Tôi chưa biết là Ferdinand Marcos sẽ có quyết định như thế nào Nhưng nếu ông ta chọn thái độ cứng rắn Để cho Hoa Kỳ trú đóng ở tại Philippines Cục diện sẽ khác đi Nhưng vấn đề là làm cách nào Chính quyền cho Biden sẽ sử dụng cách nào để hỗ trợ và thuyết phục được Philippines. Trừ phi là phải có một cái nguồn đầu tư ồ ạt vào Philippines. Để giúp cho Philippines tránh dần ảnh hưởng của Trung Quốc. Thì quý vị, việc mà đổ tiền đầu tư vào Philippines là điều cần thiết. Và Hoa Kỳ cho nên bây giờ không đủ sức thì phải nhờ tới Anh Nhật Bản. Thì hy vọng rằng Nhật sẽ đóng vai trò này. Nếu không cho Hoa Kỳ mướn, mà Nhật được mướn cái Subic B thì cũng là một điều tốt. Có điều là Nhật muốn mướn cái Super B Họ phải tu chính bản hiến pháp lần thứ hai Quý vị Cục diện của Biển Đông Sự xuất hiện của tàu Hoa Kỳ ngày hôm nay Đối với tôi chỉ là một cái hành động Củng cố niềm tin của các quốc gia Ở khu vực Chứ chưa phải là một cái hành động thách thức thật sự Đối với Trung Quốc Mặc dù phía của Đệ tất hạm đội đưa ra Cái văn bản cho đó là cuộc thách thức Nhưng tôi cho rằng chưa phải là cuộc thách thức chỉ là hành động củng cố niềm tin của các quốc gia ở khu vực mà thôi. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích thiêu tin nhật ký phần 2 của phong chiều ngày hôm nay liên quan tới cái việc mà chiếc khu trục hạm USS Benford của Hoa Kỳ đang có mặt tại Hoàng Sa và có thể vài bữa nữa có thể di chuyển lên eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, hành và hành động này nó vẫn chỉ là một cái tin thôi. Nó chưa phải là một cái biến cố lớn để dẫn tới một cuộc đối đầu trực tiếp về quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong vấn đề gọi là giành giật cái tầm ảnh hưởng trên biển Đông. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tin cập nhật buổi tối. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả mọi người và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.